Chào các bạn, trưa nay mình đi một cái chợ trời ở Hawaii. Chợ trời này thì nó gần thành phố Waikiki và nó mở từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 5 đồng vậy phải không? 5 đồng. Không biết, giờ mình đang đi vòng vòng mình coi khóm nè. Wow, rẻ quá vậy. Wow, đây là mình đang mình coi khóm nè. Mà một trái 5 đồng. Trời ơi, trong cái chỗ vườn khóm nó bán trái 10 đồng. 5 đồng hả? Đu đủ nè. Đu đủ Hawaii nè. Đu đủ Hawaii, trái nhỏ nhỏ nhưng mà rất là ngon nha. Đó, rồi bên này mình có thanh long nữa nè. Hỏi đi, hỏi cá không? Đó, bên này có thanh long nữa nè. Ok. Các Vy, cho hai lấy hai trái hả? Đó, mình mua một trái. Dạ. Trời ơi, bà này. The watermelon? Watermelon, $5. Ok. You want to come this one or you want to put a plastic bag? You put like that. Okay. Hai trái phải không? Hai trái đi, cắt hai trái đi. Đủ không? Đủ xanh quá hả? Mua hai trái khóm, một trái 5 đồng và nếu mình muốn nhờ họ cắt á thì họ sẽ cắt mình là mà thêm 2 đồng một trái, là tức là 7 đồng một cái khóm. No. Excuse me, ma'am. What is this? I think it's lily. Bán thứ bảy thôi hả? Bán thứ bảy từ 8 giờ tới 12 giờ trưa. Đậu bắp bán bịch nhiêu? 3 đồng. Đậu bắp bán 3 đồng bịch. Hai bịch 5 đồng. 3 đồng bịch và 2 bịch 5 đồng. Hỏi đi. Mua đậu bắp nè, đậu bắp ở đây á trồng tại nhà đem ra đây bán ăn rất là ngọt ngon. Hôm trước mình đã từng mua đậu bắp ở phía bên đảo bên kia mình ăn á, mình thấy ngon lắm nên mình mua tiếp. Mua nhiều nhiều đi. Mua nữa đây, mua 5 bịch đi. Mua 5 bịch đi. Ăn hết, đừng lo. Mua 5 bịch đi. 10 đồng, mua 5 bịch đi. Hỏi rồi cô, ở đây cô chỉ bán chợ trời này không hả? Có làm gì nữa không? Ở nhà có farm hả? Ở nhà có farm. Cô này ở nhà cổ có farm, cổ trồng rau ra đây cổ bán. Ủa mà cô ở đây bao lâu rồi? 3 năm mà hả? 20 mấy năm mà hả? Nước tương. Cô Tàu mới có. Cái này chấm nước tương em mới ngon về, không có gì hết. Tại vì tụi con đi qua chơi mua cái ớt còn trùng trên chơi. Ở nhà có ớt rồi. Nhà có ớt rồi đó. Thì ở đây cô này cổ bán chợ trời không mà ở nhà cổ có farm, cổ chồng có đem ra đây cổ bán nè. Lên ăn, ủa có cái túi sắt không vậy? Sắt gì hả? Nó rớt mẹ nữa hả? Không, cái bịch mà có cái không có cho xài, không có cho ở đây không có cho xài bịch nhựa ni lông giống như là ở bên Texas. Tại vì ở đây họ recycle không có. Ở ngoài ba lô tôi có bên hông món nè. Dạ. Ủa cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 63 rồi. 63. Ở đây 20 mấy năm rồi. San Binh Miên qua Lào ở. Mấy người làm của cô là con dâu con trong nhà không á hả? Con cái trong nhà không hả? Bà chủ ngồi gọt thơm á hả? Bà chủ ngồi gọt thơm hả? Gì bà chủ? Tưởng sao? Không phải má mà là gì? Cũng vậy thôi. Đó. Thì đây là chợ trời ở Hawaii và có rất là nhiều người Việt Nam buôn bán ở đây.
rau cải tươi trồng tại nhà rất là ngon. Khổ qua mình thấy nè, khổ qua ở đây là họ bán 3 đồng phải không, cũng bằng mình bên đó ha. Nè, khổ qua ở đây nè, khổ qua ở đây nó còn bán 3 đồng phao nè, cũng rất cũng bằng giống như ở bên mình. Đó, mình mua 2 trái khóm và nhờ họ cắt ra được 3 hộp nè. Cắt ra được 3 hộp. Rồi cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn cô. Rồi mình đi gian hàng khác. À, tại vì hồi nãy mình đi qua bên kia đi. Ở đây ở bán được hàng ăn đi, đi qua bên kia. Đi qua bên kia đi, qua bên trái cây bên kia kìa. Nhưng mà chị phải ra ngoài cửa chị mới ra được chứ. Không, ở đây không có cửa. Không có cửa ra. Đó thì mình dự định đi chợ trời này từ hồi sáng sớm. Mình chợ định đi đây từ sáng sớm rồi, nhưng mà vừa đi cái đi ngang mình thấy có diễn hành cho nên mình ghé coi diễn hành, xong đến giờ này mình mới ghé qua đây. Tính giờ này mình mới ghé qua đây thì cũng đã trưa rồi, thì còn nửa tiếng nữa thì chợ trời đóng cửa, nên mình sẽ đi tham quan một vòng và mời các bạn đi cùng mình ha. Đó, có bánh cam nè. Không ăn. Ông mua về thì ăn sao chứ, chứ bây giờ là tí nữa đi ăn, đi ăn đồ đồ Hawaii. À, nó có nước kìa, có tapioca kìa, uống tapioca không? Chị uống tapioca không? Đi hả, Thái Thi nè. Đó, có gian hàng tapioca ở đây nữa ha. Mời đi. Thì ở đâu mà không có Việt Nam? Nè. Đâu mà không có Việt Nam buôn bán? Đi, thấy... để 12 giờ nó đóng cửa đi qua đây. Hả? Không, bây giờ đi. Đi, nào tụi này đi. Kêu chờ. Đó, bây giờ đó, cái chợ trời này thì nó có một mé phía bên này và một mé phía bên kia. Mình đi phía bên này xong mình sẽ đang đi bộ qua, mình kiếm đường đi bộ qua phía bên kia nha. Chợ trời này thật ra nó cũng vui lắm, vui lắm. Sáng sớm đi vui lắm. Bây giờ mình băng qua đường, mình qua cái phía bên đó. Hi everybody. I am in Hawaii right now and going to the farmer market. This farmer market, mostly people who grow in their own garden, and they bring their fruit and vegetable out here and sell out here. They're very organic. Ôi, có cây mía của nó nè. Nè, đây nó bán nước mía nè. Rồi nó bán nước mía, cây mía to dễ sợ luôn kìa nè. Ôi, nước mía nè. Uống nước mía không? Bao nhiêu 1 ly? 8 đồng 1 ly hả? Ủa mà sao đâu thấy bên này chợ, đâu thấy bên này có rau cỏ gì nhiều đâu. Bên này đa số ăn uống không à. Thì ăn uống bởi vì bên này ăn uống nhiều chứ không có rau. Bên này ăn uống nhiều chứ không có trái cây nhiều. À, quán ăn nè. Trái cây ít lắm. Thank you.
Đây có cái gian hàng trái cây nè, có xoài nè, xoài 4,50 đồng một thau á, xoài 4,50 đồng một thau. Đu đủ như vậy nhiêu vậy? How much on the club price nó có trên on này nè, nó có giá 3 đồng 25. Mỗi trái nào nó cân sẵn nó để giá đây nè, 3 đồng 25. Nó có giá hết rồi đó. Này 2 đồng 75. Đây ở đây không bằng chỗ Việt Nam đâu. Đi tiếp đi ngay chỗ Mỹ nó không bằng đâu. Nè đó, nó có khoai lang đồ đầy đủ nha. Khoai lang Dương Ngọc. Đậu bắp nè. Wow, đậu bắp nó bán cũng một bao 3 đồng. Đó thì đi vòng hết bên này. Thôi bên này đồ ăn nhiều. Bên này là đa số là đồ ăn nhiều. Ăn uống nhiều hơn là trái cây. À, bánh nè, bánh mochi chắc. À, bánh mochi nè. Đây có một dạng trái cây nữa nè, để coi đu đủ ở đây bán làm sao nha. Đu đủ này nó chín hơn bên cái chỗ cái vàng của bên Việt Nam. Bao nhiêu đâu xanh đây? Không ai coi, không ai hết ai biết. Ồ trời, trái khóm ở đây to ghê nè chị. Ồ. Cái màu xanh quá. Ừ, trái khóm đây to ghê. Ôi. Khóm to dễ sợ nè. Khoai môn nè. Ồ đũa đậu bắp. $7 each. 3 đồng trái. Xanh quá, mua về bao lâu ăn? Thôi đừng có trả chị ơi, đừng có trả giá người ta. Mua 3 đồng mà muốn ăn tối nay thì mua trái chín này nè. No, đừng trả người ta, đừng trả giá người ta. Ta bán đã không có tiền rồi còn đi trả nữa. How much is the okra? Okra 4 đồng. Bảo áp 4 đồng. Thôi mua đu đủ đi, mua 3 trái đu đủ đi. Thôi đừng có trả chị, đừng có trả, em nói chị đừng có trả giá mà. Mua 3 trái đi. Trái này nhìn trái nào chín chín để tối nay ăn. Trái 2 trái đó rồi, tại vì ăn cái này bấm này nó chi. Ok, 2 đi. 6 đồng 2 trái. Sushi. Đây có sushi roll. Cơm bao. Bánh nào? À bánh kẹp nữa, bánh nướng hả? Bánh kẹp hả? Bánh crepe hả? You want crepe? No, no. Bánh crepe mà ăn thì sao đi ăn nhà ấy? Để coi họ làm cái gì. I just can't let you go.
Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Cái strawberry hả? Banana. Chocolate 8 đồng một cái. 8 đồng cái hay là mấy cái này nè. Bánh crepe là 8 đồng một cái nè các bạn. Thôi mắc quá mày dở. Nắc là thôi đi đi. Chị báo chút đó, à, chị ấy đó rồi. Đi go. Do you want me to use my Apple Pay? Apple Pay. À nó bán cây dao, cái đầu bào. Cái dao bào. Làm cái dao bào, cái đó cái dao bào đó, cắt cái miếng đó làm sushi được. À, cái dao bào. À. Bán cái dao bào, bào cho bào vỏ. The blades are nice and strong. Serrated. Now you can do short pieces. Here's a trick. This is going to be a little trick for like lumpia, pancit, with the carrot, or gobo if you like the burdock root. But you see how they're short? The matchstick, you just space it. Wow. Good for that one. If you want to make chips, the flat one does them really thin. Hmm. You can use an air fryer or put them in a pan for chips. Yeah. So you get all three inside. Each box has all my info with my videos you can watch on the website. Trong cái hộp có 3 lưỡi để bào. Mỗi hộp là 20 đồng. Yeah, yeah, enjoy. Yeah. Oh yeah. Real tools. All metal. The first one I use for shredding cabbages because it has a double blade. Oh, okay. See how I can go back and forth? Oh, it's faster. Yeah, super quick. We sell the whole pack for $20. You get all three of them. Shred cabbage. Wow, that's really small. This one's good for hash browns. Oh, for the potato. Yeah. Purple potato. Wait, and it cut it in... It's all separate. It's a mini wow. Mandolin. Wow. Yeah. It's a mandolin. Okay, not just a grater. Yeah. And then this one does them real thin. For cucumber sushi. Oh, wow. So all three of them fit in the box. Wow, that's amazing. All metal. Ồ, chị đi đến đây chơi hay chị ở đây vậy? Đi chơi hả? Từ đâu tới qua? Cali hả? Ờ, tụi em ở Houston. À. Một hũ là 13 đồng mà nó bỏ cái gì trong vậy? Cái này là ginger hả? Pineapple với là ginger. À, pineapple ginger bỏ vô nước mía. Không biết uống làm sao ha. Không biết. Đó là một hũ nước mía. Một khắp là 8 đồng mà cái hũ đó là 13 đồng. Rồi cây nước mía bự to dễ sợ luôn nè. À. Mà nước mía ở đây họ pha, họ bỏ khóm rồi họ bỏ khóm rồi họ bỏ gừng vô nữa. Máy nước mía. Đó, cái đó là một khắp á. Can I order a cup without pineapple in there? Yeah. I don't want any pineapple. You know, I don't want any ginger. Just sugar cane. Yeah, just sugar cane. No, no. Can that be cash or card? Cash. Yeah, cash would be good. That'll be $8. Okay. Thank you. Cause I saw the lady there got pineapple and ginger in there. Yeah, optional. Whatever you want.
Oh, okay, thank you.